chú sâu háu ăn. Dưới ánh trăng, có một quả trứng nhỏ nằm gọn trên một chiếc lá. Vào một buổi sáng chủ nhật, khi ánh nắng ấm áp xuất hiện, tách! Quả trứng vỡ đôi và một chú sâu nhỏ chui ra. Chú rất đói. Chú bắt đầu bò đi kiếm thức ăn. Thứ hai, chú ăn xuyên qua một quả táo, nhưng chú vẫn còn đói. Thứ ba, chú ăn xuyên qua hai quả lê, nhưng chú vẫn còn đói. Thứ tư, chú ăn xuyên qua ba quả mận, nhưng chú vẫn thấy ôi sao mà đói. Thứ năm, chú ăn xuyên qua bốn quả dâu tây, nhưng sao vẫn chẳng thấy no gì thế này. Thứ sáu, chú ăn xuyên qua năm quả cam, nhưng chú vẫn đói cồn cào. Thứ bảy, chú ăn xuyên qua một miếng bánh sô-cô-la, một chiếc kèm ốc quế, một quả dưa chuột muối và một miếng dưa hấu. Đêm hôm đó, chú đã bị đau bụng. Ngày tiếp theo lại là chủ nhật, chú ăn xuyên qua một chiếc lá tươi ngon. Sau đó, chú cảm thấy đỡ hơn nhiều. Bây giờ, chú không còn đói nữa và chú cũng không còn là chú sâu bé nhỏ nữa. Chú đã trở thành một chú sâu to béo. Chú xây một ngôi nhà nhỏ được gọi là kén bao quanh mình. Chú nằm trong kén khoảng hơn 2 tuần. Sau đó, chú đục một cái lỗ trên kén để chui ra. Và chú đã hóa thành một chú bướm xinh đẹp.